Trước hết tôi tán thành cần thiết phải xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Vì đây lực lượng có cái điều kiện tiếp cận, xử lý những cái vấn đề phát sinh ở cơ sở và giúp lực lượng chuyên trách, chính quy là công an xã giải quyết các cái vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn của cộng đồng dân cư, thôn, tổ, dân phố. Và tôi cũng cơ bản đồng tình, thống nhất với giải trình tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tham gia một số cái vấn đề cụ thể như sau. Thứ nhất, về giải thích từ ngữ tại cái khoản 2 giải thích lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở là lực lượng do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ công an xã, phường, thị trấn, sau đây gọi chung là cấp xã, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tôi thấy rằng ở đây có điểm nó chưa phù hợp. Đó là cơ sở là thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố. Đây là các cái cộng đồng dân cư hoạt động theo cái hình thức tự quản thì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phải do bí thư, tổ trưởng dân phố, làng, xóm, ấp và ban công tác thống nhất thành lập gọi là tổ bảo vệ an ninh trật tự, mời những người dân tự nguyện tham gia và đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận. Chính quyền địa phương thành lập thì chính quyền địa phương phải có trách nhiệm bồi dưỡng, cung cấp trang thiết bị và giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ viên của tổ này. Nếu như giải thích cụm từ này thì mâu thuẫn với cái nguyên tắc tự quản tự chủ của cộng đồng dân cư và sự tự nguyện của người dân tham gia vào lực lượng này. Vấn đề thứ hai, dưới cái góc độ tính chất tham gia hỗ trợ và nguyên tắc tự quản, đây là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, cho nên tổ chức và hoạt động của lực lượng này phải xây dựng và triển khai phù hợp với cái tính chất tham gia hỗ trợ và cái nguyên tắc tự chủ, tự quản của cộng đồng dân cư. Qua nghiên cứu cho thấy các cái quy định của dự thảo chưa thuyết phục về vai trò, vị trí, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong mối quan hệ với công an, xã và thôn, tổ dân phố, mối liên hệ với các quy định của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, luật dân quân tự vệ và các cái quy định của pháp luật về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố để tránh cái sự trùng lập về cái chức năng, nhiệm vụ và quan trọng nhất là hạn chế tối đa cái kinh phí ngân sách nhà nước chi trả cho các cái hoạt động có liên quan. Nếu xác định lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là tổ chức tự quản thì việc quy định về cái tiêu chuẩn mối quan hệ công tác, đặc biệt là quy định công an xã trực tiếp quản lý về tổ chức hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, chỉ đạo điều hành, hướng dẫn, phân công, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Các cái quy định về nhiệm vụ, trách nhiệm, xây dựng lực lượng cần được xem xét, đánh giá lại để xác định cho phù hợp với cái nguyên tắc tự chủ, tự quản của lực lượng này. Vấn đề thứ hai, dưới góc nhìn về cái tổ chức không chồng chéo và phát huy đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách, hiện nay trên địa bàn cấp xã và ở thôn, tổ dân phố vẫn đang tồn tại và hiện diện của lực lượng bảo vệ tổ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách thì nên sử dụng cái lực lượng này, vừa không phải tuyển mới, vừa không phải huấn luyện, bồi dưỡng từ đầu, tiết kiệm chi ngân sách và kể cả cái nguồn lực. Hơn nữa lực lượng này ở các cái cộng đồng dân cư không cần đông, chỉ cần dân phòng, bảo vệ dân phố có thể huy động kiêm thêm bảo vệ của các cái cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn để tổ chức thực hiện là vừa đủ. Ba, dưới cái góc độ chức năng nhiệm vụ của cái lực lượng này, nhiệm vụ của lực lượng này thực chất là tham gia hỗ trợ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, cho nên không cần phải quy định quá nhiều cái nhiệm vụ cụ thể của cái lực lượng này thành một chương trong dự thảo hay không. Như đại biểu Hoa Đồng Tháp có phân tích là yêu cầu quy định cụ thể rõ ràng đầy đủ các cái nhiệm vụ, theo tôi thì không cần thiết. Hay là chỉ có cái kế hoạch, có cái vụ việc cần lực lượng này tham gia thì chính quyền cấp xã hoặc công an xã có thể đề nghị hay mời họ tham gia, như thế mới đảm bảo cái tính khả thi. Hơn nữa đây là cái một dạng người hoạt động không chuyên trách, không phải chuyên nghiệp mà quy định quá nhiều cái nhiệm vụ để làm gì. Tương tự như trên, về số lượng bao nhiêu cũng vậy, phải phụ thuộc vào cái phạm vi rộng hay hẹp, khu dân cư nhiều hay ít, và tình hình ở địa bàn có phức tạp hay không để cộng đồng dân cư tự quyết định. Đối với cái chế độ bồi dưỡng cũng phải bám sát cái nguyên tắc tự quản, giữ an ninh trật tự cho địa bàn cộng đồng, do cộng đồng tổ chức thì cũng nên để cộng đồng thù lao bồi dưỡng, không nên yêu cầu ngân sách chi trả. Nên như thế thì sẽ không tăng về cái biên chế, không chuyên trách và cũng không tăng cái chi ngân sách cho các cái địa phương. Tôi xin hết ý kiến, xin cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu.